lúc đáp tỏ tù ní xôm lên nền niên tỏ xa nà nực bắt xâm phía muối rồi viên khi nhóm bát thạch trầy chìa cướn nây xâm lên Campuchia krom vi ô khê khê chứ mùi nâng bạc đáy trạc quân cưm xâm rình chìa bạc xong công nơ vọt Arun răng xây chạc ác rốn thất nơ khăn ông sọc cảnh chông khét bạc trọc bèng ẩm bì ca co sang rụp xâm nạc vì rạc bù rõ xân quý nâng ca đồng hè rụp xâm nạc ní chung vinh khét bạc trọc bèng bạc cà lp thang ai tìm mập hay bạm bay khe cung phá cần lòng tử ní bạc đáy trạc quân cưm xâm rình ban co sang rụp xâm nạc ốc nhà xân quý xâm rách chìa sạch hà bò hơi bà ông bàn thua ca đồng hè rụp xâm nạc ní chung vinh khét bạc trọc bèng khăn ông nụ miên ca đồng hè từ căn đâm chữ tiêu bình trạc chông đê lọc nhà xân quý bàn đâm nơi ti rụm khét bạc trọc bèng nâng đồng hè từ căn vọt chật đầy thật nơi khăn ông sọc tử cấu khét bạc trọc bèng ti đề miên chật đầy rụp bọc ốc nhà xân quý bà tơ bị thi đồng hè rụp ốc nhà xân quý ní miên tự tập hiệp giang ná hơi hết ở đây bạn chưa bật đáy bật quân cùm xâm rinh xâm rạch chất là bóng nơi trọp xâm bạch rộp bạc luôn co sang rụp xâm nạc ốc nhà xương quỳ bạc tỏ tù ní xung lộn nền niên tỏ xâm nạc kịch xanh tình nìa muối rồi viên khá nhóm thạch bày dìa cướn chế muối nâng bật đáy bật quân cùm xâm rinh ẩm bì rương tăng ní bước xa đà nhưng mà ná xôn phai hùng cùm đại quân bị chùm ngái cái nà bò chùm đoàn bò nà đôi chứ sẽ đây đây cái nà bàn riệp rọp một hàng đầm chứng xôm này cun chui chùm riệp đó là tô xa nít cái chôn này bàn chỉ riệp tha tớ cầm mà vụ thi đằng hè rụp xâm nạc ốc nhá xương quý cả vì thằng ngày thì mà phê phẩm bay khe cũng phát phẩm án thằng ngày cả lòng tớ ní cứ để cun đằng hè tớ cắn thì tăng nạc lắc nà thì thằng ngày là phẩm bay phê phẩm bay cũng phát phẩm nạc khe thì dưỡng á nà đằng hè rồi bỏ ốc nhá nấy thuộc căn đầm chữ thiếu nên những cái phó thu vọt chết đây ngô rồi bỏ ốc nhà này phó chi trên lại những hay là bán được chi lấy đấy quân phó bán được chi trên lại đấy tớ tam phơ đây được quân đang he rụp sầm nát trên ti và tia chiến lắc rụp hơi từ căn vọt chết đây những đại quân mới khơi tam phơ tôi nhìn từ từ tiếp giang là để chế cho nó mẹ cầm thì mình bán khơi rụp ốc nhà xin quý biết cái nào bó hà bán khương cả đòi à sai đặt ốc nhà cắt chó chó hay lán lán cái miền đầm bồ đầm bay bầm nòng tầm á tha ôi ốc nhà ta sân á cái rồi thì mà rồi tết sắp buôn sẽ nằm gần lõng ấy rồi cắt bán thuộc cái lệnh lưu sao ri rồi bỏ cắt á bây giờ chia chết hôm nay càng bây chia cả đó chia mình sẽ cứ lệnh đồng chức thiếu để cắt đám nên em tớ đại quân dân khơi nhàng nà để tớ miền riệp chậm cầm mau thi đằng hè rụp sầm nặng ốc nhà sơn quỳ bẹp nít cả nà có đòi à sai tớ má lập nì vậy hết tha tớ má chỉ cha ra nà nô vì ra bồ rò thằng lái còn ông nô miền vì ra rò bò thì Việt Nam được chia tả hỏi chứ nghe đọc mai dưỡng vì miền vì ra bộ rõ và bọc luôn đây cái nông nốt miền vì ra bộ rõ ốc nhà xương cùi hay chặt chia vì ra bộ rõ mẹ tù thầu chặt mẹ lược mẹ cần đá mẹ cờ rộng chiều bật xe ăn tà đại chiếc cái sự tùa sẽ khó tùa sẽ khó tha vì ra bộ rõ và bọc mẹ dừng hay cái nông nốt tầm áp thôi rụp thiệp vì mất tờ rụp và bọ vì ra bộ rõ dưỡng vì mình sâu bán từ luôn từ lý ấy hay mình đôi chia ca lược đồng gần và bỏ chết nè nè đôi chia ca mà mình có đặt ná sang rụt ốc nhà đấy hay phóng tha dừng tầm bây ôi cất ôi buồn chào mẹ đừng lưu bán từ luôn từ lý ấy chính hết bán tầm mà nhận tổng nón chừng phía đại quân có sang rụp sầm nạc ốc nhà sơn quy sầm rạch chia sát tha phố nâng để cùng thuê vị thi đằng hè nâng để cùng riêng rọp một mấy tham nhìn bì cần lén thì mới tục căn đơm chưa tiêu ốc nhà sơn quy hay là tì bì nâng nơi hoạt chật đầy nơi nóng sọc các câu nơi tì tạo một bì thì chính xác thăm nâng đầy dàng lá chọc các câu nâng ốc nhà sơn quy thì cùng đằng hè tục căn tì tạo nâng có, vậy rương nước tầm á
mình miệt ta prathna phi cái lẽ đấy ho tâm á prathna chứ tâm á làm công ruộng cứ tha đầm hè ốc nhà nó phi chôn nó cung prathapa hay cắt cung prathapa chieng chôn mỏ đào chơi thiền cứ khác đạo mà hay chỉnh đi chơi thiền nó hè thổ sắc phù mà chôn thôi phô chỉnh sắc phù nó mỏ phô cái chọn nó và sắc cắt phù mi sắc cứ cái này xem ở phum rồi quen ốc nhà nâng ông bố dừng thao ta chả chả thao ông bố mà đi tha trần trung tiên đi an miền của quạt từ xem ở phum nô quạt phù thư vọng của phồng đô và nó luôn miền núi sao đi từ cắt của bà ông bố đi an kia núi sao đi mới từ phum mi sa tại mà trong về phum mi sa của quạt từ sa lại nó chia xong khăn đây hay thọp nó phô cái chọn nó cắt mò hoạt chạy đây cứ cần đây nô rồi bà ốc nhà đây thọp nó mà tha vô tục tầm có nô tha nô phô bật nghề có cứ tha bọn tha nó đồng bây ngay phẩm bày mì nè nế tha bà sất thi ngay nề ri an tra chiết mà ông bì tầm á đơn tha cả na tham mà bạn đang khen chứ á nhiệt nhuộm khác cái khóc bằng nón các bạn bạn ní hay chứ tham mà nước khen tha tháng ngày tầm bảy mì nè nó kia tháng ngày thì xét có ba xét có ba nè đi anh ta chết được chứ nè tầm bảy mì nè nếu có được nốt tháp bằng khá chịu cả muối ơi nhiệt nhuộm ná mình bạn quay cùng ốc nhà chứ á tham mà chưa chứ khang đau mà được chứ nè tham mà lên cùng ruộng nó còn té và hay kia hết phong với bạn về bạn tới pì cái này xong khăn ấy cứ cái này à đồng chưa kè nữa khó gần đây phun còn đã nô quạt chết đây nữa từ tạm bộ quạt đi xa khá chả chả cái tha ốc nhã nô khang 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 buông quạt đó phun khang buông quạt tạm mà mình chậm phun còn đây khang trường quạt từ phun rộp bờ tha thì rộp bờ ốc nhã từ để trường nô phun chạp lưng phun chạp lưng nó lúc thì đặt lại thôi chia tập xương bỏ tập sơn nó cứ cài mò việc chạp lương nó ngay bên đây cả nó phun sọc à lâu bây giờ chúng mò bằng cài mò chia chúng mò nhịp cùng tầm á sách sai thì trả ra na nên thế bên đây đòi à sai phải hay chia bằng đá ốc nhà bằng đá tha ở thì cái lại nó việc xong của hay một phi cùng rộm cho bạn trên cầm nợ nó mua một phi trong một bấy nó thực trình mong phí bằng theo trong đó mong bấy bạn nó hay trình được tàn chiến được chứ nè vì dục lúc á bạn đi tháp bờ chung quân nó vì là người ta phục thêm mong phí là khác đảm nước chén cách tha trình mong phùng buôn ngày phùng buôn chỉ ngày chốt ngày chì hay ngày ăn thề tiết ngày ăn thề cứ tạm chiến cách cái sắp sắp ấy cứ ngày phải ăn tiền à chia được cái cả mới à nó có buôn chén đấy hay tạ má chia mình nó có chén tạm có buôn chén đấy hay có xong nữa tạ má bầm nón tha buôn phạm cái lệnh thì than để chia ngủ sau đi buổi chia quả sạc cù nữa từ cả ốc nhà các nô ní miền phổ quán từ ngày ọc nó chua chùm nó khét nó thù khe lôi cái tiệm miền cao với thi và nắng và chén cái này lập anh tôi chia cái đấy á tạ má nước khinh tha rồi kia mà rồi bé sắp buôn cho nắm anh ốc nhà thôi cái lấy nó đặt của lương chết á lấy sạc thú rồi ngay nộp của lương đó nè tầm ai chồng vậy ra đường thì than sạc thú nữa ngay thì mà phê bằng bây cái lòng hơi nên cũng đang hay bàn tới tới phì cái lệnh đó chứ nè bỏ bàn tới phì cái lệnh quá cũng mình cầm rung ta ngay cái rối chồng đang hay bàn cực cái lệnh thế tầm á mình chung tới cực cái lệnh đó tầm á mình không nón tha đồng hay ốc nhà nó chung mà khét ra sạp phán liên tiếp nè à thằng thề bà tha chùm nó bay dục bay ngại chứ đó tao mà bà thất an chứ chết đó à ôi vì à nã nấy á bà này tha tao mà chưa ốc nhá bà phô tích tao mà thì nó ốc nhá mẹ đi nã có miếng khinh gì cà rè rằng ấy tên thề cắt cô đúng bây giờ lấy nó tao mà rung phơm tao mà tha đôi chìa lập dùng thì hay ok kê clip mình mình á tao mà sắp tao thìa dịp bệnh chìa hay xoay rõ à phô nã để chứ không hiểu mình nhận bạc qua là bạc ấy chứ có bây giờ cũng cùng cùng nghe đăng vì trên nhà chiên một đầm trên kia luôn đó là còn đèn chặt đây một nhà sẽ hướng tới để quân thì mới lúc nào cũng nghe được lắm như là lòng giang ngã đấy nè cũng thấy được vậy có bởi vậy à rộng cái mở đó cái lấy nữa tầm áo rồi rung thớp
we sắp ai đó plek thoát group chia nu sao vía nó bảo plek thoát group á mà mưa mưa cái này miền cả chùa cho bỏ lấy mồm thì lại đặt ốc nhà cho nó miền cả tìm mồm miền phía cái tham mình hỏi đặt cho anh chứ á tầm á qua là rửa nước tầm má tha ơi y nã y đó rồi nhiệt nhôm chùi nằm ốc nhà cho mồm đặt rộm nó đó dừng cả nghe dừng thôi chạy thôi đó hai bờ khang kia về nó còn miền cả đắk nam ấy nó bây giờ khó còn miền cả đắk nam chẳng riêng về chỗ đây cuộc cách đó nạp mọi về mệt sự tiền cái lấy sắc cả bộ chiếc hôm nay cách đừng lửa ấy miền thì thế đặt cho nó pro cao một chiều phải chỉ có tham rung phớp mấy nó ngay nó tham chọn về tha mà đừng bây thế tham à về à cả rung phớp mới tham thích đỏ muốn hát đôi chơi bị thông hay phò xong bảo có xin thông mà đã môn tham á có tôi nhức nhọp và rộng động xuất hiện lên đấy miền phía tham á cả nó đi chân năm mới tham á thu không lý những đo giúp vì thằng ai siêu mộng phạm rồi hút đồng mộng phạm bay giúp tham á không nâng chiều mới sẽ cảm ơn chọn tổng đồng của mẹ thiếp nghĩa hay tham á nực nó chặt á ta tham á thơi im mũi ở ốc nhà mới nực thành chân đá rồi tỏ cái nâng mỗi các bạn tham á mẹ cùng nực sang ốc nhà hay thơm với chúng ta tầm à thịt than á tầm à thơ ý tầm à thịt than cũng có á tầm à chân đến chứ cái nào khinh đâm chưa thiệt thông khinh là biệt mấy cuốn khinh là biệt mấy có tầm à thích khinh khinh thông chèm có rõ đấy thay mệt khen nó nguyên thông hay thích rủi thông mới hay phở phở xo xo chứ nguyên mình đôi chia phở tầm nổ thích cái dừng khinh cái đó mà hay tầm à nhìn chứ nhìn tha tầm áo trong clip tầm áo miền vậy đấy thật đó nó chia thông á tầm áo cạnh camera bằng quay video kê kê nó trong clip chít chít trong clip nữa tầm áo miền vậy đấy thật thế đó hơi tầm áo một cái lệnh tới tầm áo kho vậy cái cả dựng tầng hai vì nó hay bằng thai vẫn có thai nhúng khen chứ đấy mà nhúng miền vậy cái thai dựng áp ấy chừng nữa có cái thinh miền phật cái cả có lẽ thấy tầm áo thua rộng miền nào rộng vì ở chặt á tầm tháo chứng thấy tầm miền bằng quân lai thì thùng chưa thiện luôn mà nó chọc cầm với thí tầm chốt hay một đó là chặt đấy môn kia đồng nợ chẳng ai quẹn nhá hay tạm đồng nợ pro tầm vậy ở chả nó nhẹ nhung là cất khốn cất lực đánh phá cất lực đánh phá thế cho ốc nhà nụ cái nhà đấy cách nuôi cho lừa lãn hay khi họ trả mười tiền để quân đánh hết bỏ tám phố dạy tả hay miền một đầu vặt tròn phí nó có sắp khinh về cho cùng mưa cả lại á lúc chạy mỗi lúc sẽ đánh chủ hay chuyện ập ống hộ hay lược đẩy xâm phá hay nâng rạch tầm à rạch khăn rồi tầm à kinh từ tập hiệp nâng hay tầm à kinh xâm lẫn nâng tầm à mưa nặng lãn phạp nhiệt nhuôn lãn á ngã mùa đuốc ục nhà cái thô hắc đôi chứ mình mèn ruột sầm nặng ấy hắc đôi chứ cái thô mưa thật sầm nặng cái phun mi sai chứ cái mùn nu tích mùn nu thô nặng lạn mưa thật sầm nặng cái chứ á tích cái hao ta đôi chia xì nã phun một cái nhàn cả hè đằng hè ấy chứ á mình sắt đôi chia mùn nu mình đôi chia mưa tốt đôi ruột sầm nặng ấy cứ đôi bỏ đôi chia mùn nu phứt á hay nặng lạn á dễ tả cái thao mén á luôn trang dễ nó chạm luôn mén á បន្ទាប់ពីគុណសាងរូបនឹងបានសម្រេចជាស្ថាបពហើយធ្វើកម្មវិធីដង្ហែមកជុំខេត្តប្រាតប្រាំងជាងទៅហើយដំណឹងនោះក៏បានផ្សព្វផ្សាយចេញទូលំទូលាយដែរបន្ទាប់មកទៅដែលគុណមានបានទទួលដំណឹងអីពីខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឬក៏ខាងមន្ត្រីសង្ឃឬក៏ខាងប្រជាជនខ្មែរក្រមយើងទូទៅនឹងគេមានបានជូនដំណឹងមកគុណគេចាប់អារម្មណ៍នេះយ៉ាងណាទេចំពោះការរៀបចំរបស់ឯគុណនឹងណាអូកន្លងពីថ្ងៃនឹងមកតាមកលឺអីងអញ៉ាំតើតាមកលឺអោមកយ៉ាងគឺញ៉ាត់ញោមខ្លះគាត់មិនបានចូលរួមតាមកលឺគាត់នឹងទេហើយតាមកអត់ដល់តែចើលោកម្ចាស់ព្រោះគាត់ថាមិនបានចូលរួមគាត់ស្ដាយមែនតែនហើយមកតាមកថាអារឿងខាងដើមតាមកបើខ្វះសំខាន់លើរឿងតាមកទិដ្ឋានណាមាននិស័យបានជួបអុកញ៉ាតាមកអញ្ចឹងទេមកពីឲ្យយើងធ្វើដំបូងយើងនេះតែបើតើបានធ្វើលើទី2ទី3អញ្ចឹងប្រកាសមកអាទិត្យដែរតែចូលរួមហើយតាមតែក៏ត្រង់ថាទីថ្ងៃ8កុម្ភៈហ្នឹងបងញាតញោមកាត់និយាយអាភាពសុខស្ដាយបានចូលរួមថាកុំព្រួយបន្តិចទៀតមកលេងតាមមកស្វែងព្រមកាត់តោ
nó thì bây thằng anh ấy nhét đồn kha lừa đồn đang nó mò xua nọ mình chết kha cắt mò cắt thò cái xua đồn đang tha luồng trang cả ở gió ốc nhà mà đặt lên luồng trang tao má tha mà đường mò đặt lên tao má không tao mò đó thằng ngày nào mua vấn đề mà chọn tour rúa má chọn tour cắt thò đó từ phần bảy mi nia đó à thứ hai bảy mi nia từ chúa quá hay có anh khùng mà sao đây miền cam với thi với sách thi cho lòng nuôi bà ta bằng tha này hay tâm mà giận chết tâm mà ra tâm bát đây cái chân bên đây tâm mà thưa đồng bị chết nhìn chứ tâm mà mình chính nghĩa từ ngõ lên thưa gì khác hay nhật nhung khác cho biết mình hay mọi liền luôn cha nghe tụt tha còn tha tới ý ta thế tâm mà giận hay đặt luôn tôi ở ốc nhà sầm rạc luôn mà giả đâu phu mi sa cái đây một pi tám phu mi phù hòa tây sa cứ lên kinh thọ thọ bỏ thì xa xôm, anh xa xôm á, khu mình thề cái đó nó cứ cái lệ nghĩa hay ở các sông rạc lệ nó tô mà để giá chứ á, cái đó thì tầm bay mi mi nia nó tầm ai hiểu mà tầm có tầm nông hoa tầm á, nhiệt luôn là trong phải hết tầm á chưa, tầm á kinh ốc nhà anh thà xin á cái nó nghĩa ấy đi chạm á rồi mấy á nó chả chả cái trường chứ á dừng vậy ta cái trường chứ cái nào alo cái nào trong nghiệp một khăn đầm tích đi tha lỡ mình đẹp nát cái khơi để rụp sầm nát ốc nhà sân quỳ thế lỡ cái nào trong ở đây quân đứng chùa chùm riệp từ đục nền niềng đẹp lục cùng phung đất thổ sân nà cam một thi sai rồi bao giờ nó tha tới chiên để có lắc rụp sầm nát ốc nhà sân quỳ đứng chiên rồi nà đấy cái nào cất một ý nơi nà hơi cất bọc một cái bỏ vàng nà đấy cái nào có ha nhưng mà xung trường diệp cứ chèn nó cắt máu đông thạch đông cắt chia sơ sầm nắp cứ bên tỏ cái rồi bỏ chèn bùn chèn bùn để cắt chia mì chèn mò lặc cho nam tâm mà riêng trong nội vật phong phong chơi nữa chèn nó tâm mà thật lập mì mà để ta mì chèn cắt nó mì và cắt thủ và cắt nó lọc nhà anh vừa sau đi hay tầm á đấy cả chặt một chắc lắm nó nằm tầm á riêng rồi vào cùng vùng chơi quay trái đón mấy tầm á thu đó tốt cách tôi chia con xa rồi bỏ chiếm buồn vậy cho về lại tôi tổ đoàn cục lẽ cách nhìn thùng nhìn trên đây hay cách lắm nó dù nó cách lắm nó dù nó cách lắm cách lắm rồi bị chiếm buồn bạn này thắc cách chiếm tôi muốn cách lắm ở chiếm buồn cách tù riêng nằm vào cùng vùng chơi nữa rồi nữa thu cắt sạp hơn nữa cắt mình tỏ tiền chứ cứ những hao tha cù bậc thà là đường như thế nào ở cắt ấy cắt miền rộng với cắt cù cù buồn nên ấy dễ chọn dễ là hay chèn nó có chèn chèn tì tì nó cứ mực cả là tầm an buồn tiền hay cắt của chia cù trà đây ấy trên đó cắt miền cũng nên tha bờ lục lục rú cái thao lục rúa nhặt bom nòng những cái những sung rùa mình thét đây đó chiến những cật miền cài giờ khơi nhàng là đấy từ cật miền sẽ đây là han hiên thua hiên chắc lạc rụp sầm nạc nữa bật kín để cuốn người này có đòi sai thang đảo nữa tầm mà khơi nhờ dây trăm cứ tầm mà khơi cái chắc lạc được rụp rụp rụng muối á đình chụp bài á tầm mà khơi bị xong rốm hay tầm mà thạ này tầm mà bây giờ nhìn tôi cách chèn này mất cả tầm mà nó mọc kim đặt nguồn chọn trường vậy nên hay cách chèn đông tầm mà vậy nó cứ rụt tầm lạc nó đặt thả cách thả chèn kín nó cách mất cả tầm mà nó cách nhìn lại rụt chèn đây tân thế cách thả cách lạc thì na hay vậy cho vậy lắm cách thiền này cách thả bờ thì cho xua in chân chân á cách vậy thả chứ vì ra bộ rõ kế đồng cỏ cái ở tầm lại cái thôi miền cần lại xong của miền rụp sầm nát cái thôi cam với thi bình lấy cho ốc nhà dân là vì ra bò ra rồi bò dân chạy ta lừa nông cỏ quá tây xa rụp thiệp rụp y cũng đè khơi hay con chào dân miền đè khơi gì là có tha nghĩa mà đè ta nghĩa là bạn hàng cỏ quá tây xa tóc đơn tha ốc nhà nó đối cô trâu miền y chìa nhìn mới từ rụp cách vậy chết nó má ta anh chết hiền chắc rụp ốc nhà thế thằng ở tầm á cực quen chẳng ai cực tù rộ hay Campuchia nó một vì Campuchia miền chưa khai chưa phần nất
ai chèn cái lắc chùm miếng hay đó cắt nó vì như thế thầy còn ta bạn mà ruột thích tâm mà vậy nó từ thầy tâm mà thân cất lắc ruột rồng nguôi thích xong rụng chứ thế hay đó cho trà cho lớn tốt thâu đón pro flex cả thay alo chèn tin hen hiện tại hai cái màu cho xua chèn chèn tin đó xa mấy tháng thế đó xa thích tâm mà vậy mình thì anh chú men 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 tại hai thang nó khổ bá cái ổi đông đấy nó có rồi tân hè nó cho xua kho thủ thủ sạp chèn chèn đống chèn đống ổi mà chèn kim chứ á chèn kim cái tha ổi thứ nhất thủ sạp mà đó mong gì cái nạc cái hà nạc phật đạo khúc khích đi vô đặc biệt có thơ ruột hơi hơi miền cam mau thì đừng hè y miền phép bay lộc bay miền mình đu cầm tro cho nên những tốt tới rầm cật giang nào đây chiên chiên này cật thơ nó cật cật giờ là khơi giang nào đây cật kho mở cật ta chuột chế ơi chuột chế nhưng ai cái ta tùm miền núi miền phía alo cụ bà quạt chứ ngay còn cái nào miền tiếp chặt tuyệt cỏ đấy mòn tì cái ta cất si tầm lại thốt rồi thay cất ruộng mà chậm đẹp nung non cất tha bàn ruộng tì tí ở cất sạc cất sạc tiền ai dừng thơ tạm nghĩ đâu vừa cùng nhau coi cho bà với mòn tì cất phụ trả đấy lập điện cất giờ đơn á ai cất tha vô rồi nào miền cùng được chân dụ ná ấy nó ឥឡូវគុណសូមជម្រាបឲ្យទស្សនិកជនបានជ្រាបផងថាតើរូបសំណាកអុកញ៉ាសិនគួយនឹងដែលគុណកសាងពីឈើអ្វីហើយមានកម្ពស់ប្រមាណនេះគណាបើឈើនឹងដោយអាស្រ័យតិចមានលៀបមួយប្រមាណនិយាយខាងដើមហេតុគឺកាលគេចោចចានអញ្ចឹងហើយជាងជាងទីនេះក៏ថានោះខ្ញុំមានខលឈើមួយល្មមដែរអា2ម៉ែត្រណាអា2ម៉ែត្រហើយត្រង់ព្រៃនោះវាកាត់ថាឆ្លាក់ដូចជាតម្រងកម្ពស់ខ្នាតចាស់ចាស់បុរាណណាមកមកមក1ម៉ែត្រ7 1ម៉ែត្រ8អញ្ចឹងហើយធៀបសាអញ្ចឹងថាទៅបានដើមចាមរីគិតនិយាយដើមចាមរីតើមកថាចាដើមចាមរីនោះអំបិចថាមើលប្រាំងយើងណាប៉ុន្តែយើងណាក់នេះយើងនិយាយទៅថាតណែឬអាចាមរីតាទេនោះនឹងវចនានុក្រមជួនណាណាគឺអានេះដេកដល់គ្នាអាចាំមួយដើមអីដើមភឺប្រាំងផងហើយថាតើអញ្ចឹងបានដែរហើយបើតែគេថាដើមធំធំយើងឆ្លាក់ទៅដល់ពេលយើងឆ្លាក់នៅទឹកភ្លឹមដើមធំណាដល់ពេលយើងឆ្លាក់នៅរូបរាងវាភ្លឹមវាអាចឆប់យូរដែរភ្លឹមច្រើនផងហើយតើមកយកស្រោបទៅកាត់ម៉ៅលឿនទៅហើយតម្លៃកាត់យកធម្មតាទៅ25លានដុំណាហើយតើមកថាណាតើមកអត់និយាយជាងតាមមានថាថុកថាថ្លៃដែរតាមថាអុយកាត់រយឈើចាប់ឈើម៉មទៀតចាំនឹងទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យមកខលលឿនទៅបានហ្មងហាក់ទៅជាមាននិស័យអាលោកគូចានេះទៅអឺបាទខ្ញុំឆ្លាក់ឲ្យហើយឆ្លាក់នឹងថ្លៃទេទៅមកខែទេណាតាមដាក់ទៅឆ្នាំហើយប៉ុន្តែដោយអាស្រ័យគាត់ទៅឆ្លាក់ដោយគាត់ថាពិធីណាក់ឆ្លាក់នឹងគឺគេគាត់ចង់ឲ្យហើយឈើស្ងួតណាគ្រូណាដើម្បីវាយផលវាយញុំវាមិនប្រេះណាវាអានឹងជាងគេពិធីជាងគេជំនាញរបស់ជាងនេះទេហើយដល់ទៅវាឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងតាមតាមអូគាត់ធ្វើពីឆ្នាំហើយណាពីខែ10ខែ11នេះឆ្នាំហើយ2022ណាណាឆ្លាក់ឈើតាមថាឈើដល់ពីគាត់ឆ្លាក់ហ្នឹងហើយតាមនិយាយថាយ៉ាមិនតាមចាំយូរដែរតាមចេះតែនិយាយគាត់ថាទេអានឹងដល់ហើយក៏ខ្ញុំឆ្លាក់ហើយដល់គាត់ពីក៏ឆ្លាក់នឹងទៅមកខែដែរទៅមកខែសម្រាប់ហ្នឹងកណាឬគុណរៀបរាប់មិញហ្នឹងថាតែគុណបានចំណាយថាវិការបន្តខ្លួនអីជាដើមសម្រាប់កសាងរូបសំណាកអុកញ៉ាសឹងគួយផងហើយកាលពីថ្ងៃទី28កន្លងហើយហ្នឹងតែគុណត្រូវចំណាយថាវិការជាច្រើនក្នុងការជួលឡានជួលអីដឹងហេដឹងហំរូបអុកញ៉ាសឹងគួយជុំវិញខេត្តប្រាតាពេងហ្នឹងតើតែគុណយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរទើបខំលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងនឹងធ្វើកសាងរូបសំណាក់អុកញ៉ាសឹងគួយនឹងណាបើដោយអាស្រ័យតាមដឹងប្រវត្តិហើយតាមធ្លាប់នៅក្រមទូតិចតាមនិយាយមែនណាធ្លាប់ទូក្រមដើមឈិត្រនឹងណាអារម្មណ៍តាមវមានតាមថាធ្លាប់ទូពីដំណងគ្នានៅក្រមដើមនឹង4 5ម៉ោងធ្លាប់ហើយយើងវិញពីទៅមានចំហាយអីតាមនឹកឃើញតិចតាមនិយាយមែនថាតាមធ្វើអីមួយឲ្យអុកញ៉ាអញ្ចឹងណាតែបើអុកញ៉ាខំជ្រុយអញ្ចឹងទៅឲ្យជោគជ័យអញ្ចឹងណាតាមគិតអញ្ចឹងហើយតាមគ្មានលុយទេតាមនិយាយចំគឺតាមបិណ្ឌបាតញោមស្រីណាហើយញោមស្រីគាត់លឿនអញ្ចឹងទៅគាត់គាត់ស្រាក់ខ្លាដែរមកពីគាត់ធ្លាប់តាមទុបតើដឹងប្រវត្តិហ្នឹងគាត់ធ្លាប់កាល
má mình cắn trứng thế đi cầm áo đó nó nghe ốc nhà mà ní men này vậy nè li muối cắt thơi vớ ấy cắt miền hà mới tiếp cầm áo vậy mấy nó thư cơ rồi vừa đi tới cá miền miền y ná miền lưới cây tha y cầm riem y cầm áo nè cái na rub sâm nạc ốc nhà sân cuối nó để quân do một tăng nư cái lèn nà đấy nư cái nông vật arun răng xây chả cổ nó cái nà có nô nông sala tầm áo đấy hay tầm áo vậy chấm mà tầm áo vậy tôi chưa phết phết ngon phí tầm áo nô sala nó còn nạc é ngay điệp chấm tầm tầm áo nạc é coi thằng nhân y đấy mình xong phú anh ta xong phú tầm áo dùng tầm áo cách tha mẹ cho nòng ốc nhà mở trụ thưa thả cách muối á nó kinh dị học đẹp sao mày nhá tầm áo ta bên này mở bên đó nhuộm cho lá thôi thôi cho tốt tầm áo tôi rồi chẳng ấy này chuyện một bị tầm áo tha bờ đang thay một lần tầm áo với mình xong của tầm áo hôm nay ẻ nữa hay tầm áo giờ ta bờ đang thay mỗi cái chọc nâng clip bên chứ nó lại nhìn chứ nhạt nhuộm lá cái tì tiền ấy nhưng không xong của vùng của nà do ốc nhà anh ấy cơ tầm áo thu thu trắng á xong can cứ tầm áo tháp anh nhóm ốc nhà sang được ốc nhà nó đang thay bình chạc tha thì cái miền ham dương cái mãi trong bình chạc nhiệt nhiều chứ ấy chiều mới sẽ ở cạnh lấy ngàn hồ sau đi để cách nhìn chứ tầm mà chỗ rúm bị rú cái xe nó đây hay tầm mà đứng tầm mà chỗ rúm nhiệt nhiều cái chỗ rúm đó giá dọc lưng đá thế bỏ lâu nghiệt một khang thì việc bầm bay mini đây là nâng riệp chậm nơi khang khẹp ra cái bèn nghiệp phía khang mục ní cứ ta rụp ốc nhà sân cuối để đại quân dọc tổ tăng nơi khăn ông bị thi thì viên nơi ri ăn trà chết bầm bay mini nâng đại quân miền cầm ông thi vậy thế xâm rạp phương từ lư rụp xâm nạc ốc nhà sân cuối nơi phía nước nè เพราะเนี่ยเนี่ยโอกาสผมไปมีเนี่ยเนี่ยแต่มาบวกเห็นกรรมวิธีจะได้ก่อนที่เราเห็นผมน้องประสงค์บวชออกมาจริงๆประสงค์ตัวรวมมันจริงๆต้องประสิทธิ์ประสิทธิ์ประสิทธิ์จะยันต่อจริงๆนะใส่ส่วนแสดงจริงๆไอ้เลี้ยงโอกาสนู้นได้ยังมันเธอนี่ได้ยังยังอย่างไรคือถ้าฉลองไอ้ยุกอะได้สามไอ้ได้thì cái xe bà xong cho dọn tội chứ giờ rủi chứ chấm rơn thì tôi chia những có tôi chia những thuốc bệnh cụt thiệp với xe cũng đúng á nè nè nó qua mình thu quẹn chứ ai đấy những sọp ô cá nó hay bán tích tầm ai vậy nó cứ trong ôi nhiệt nhuộm cách mà bán ô cá ngay những cái đồ chuộp ốc nhà của anh cùng vô xe lại xuống xe đây những câu nè tầm ai nghĩ chứng đấy tôi cho mà vậy nó bỏ ra trà thà sầm bạc ruộng nó mà tha nó nghĩ thế mà thơ ấy là bỏ ruộng một bỏ ruộng mà để mà thay ra xa cách nhưng chứng đó để quân lực lần một hang đậm chứng tha về kề khơi để quân đằng he rụp sầm nạc ốc nhà sân quy tạm đòn lên nhưng tới nạc lắc kề tha sọc sạ đáy mình bàn chu ruộng đằng he rồi có mình bàn chu ruộng á เตอร์เนื้อขนมพิธีทีเวียนเนรีอันตราเชียร์บนใบมินีข้างมุกนี่เรียบจำนกแต่รบลูกไทยท่าเนื้อผู้บุญตีกรอสทัดเนื้อขนมสกตะโก้ให้มีดักตังรูปออกญาซึ่งกุยโนตินุเดเตอร์ในกุนเมียนกามเปียวอย่างนาเดดอลประซองก็โดยเจียปรอดขมแกรมตังออดในจังตูควายบังกุมหรือก็จังตุจูบรูปออกญาซึ่งกุยเนื้อเอกสกตะโก้นึกนะในกุนเมียนกามเปียวเนียวอย่างนาเดดับใบบุกตะจูรู้มั้งนะอ๋อให้ตมาสุจุมเรียตรังตมาทุบเราดึงไปเซลเทียอาจารย์นะเป็ดดาวหมอคือนูประเทศเวียดนามนึงทั้งไงผมใบมีเนี่ยนึกกี่มันอ๋อชอบสมรักไงนะปีนเซลนึกตมาดึงดมนึงก็ท่าสลาเรียนก็อ๋อชอบนะเป็ดดาวหมอมันได้เลยฉน้ำนึกตมาเยือทานนะโอกาสมวยเหยียดอยู่ไหมทั้งไงนึกทั้งไงตรงนี้เจียมเซทางเนรีไอตมาหรือดำนั่งมวยเทียบคือเป็นสารนั่งโถก้นเฉียงกัดนั่งก้นเฉียงกำหนูนั่งกัดเหยียนก้นเฉียงพลโลกทีอับให้แม่ยึดบาลัยทีใบกัดหรือกัดเข่งเจ๋งกัดท่างานนั่งกัดโอ้ก้นกัดรวมกันไอ้กัดมันคลายนะกัดมันคลายที่เท้าปากพอทางก้นกัดกรุงเรียนนี่นะไอ้หมาตาตาหน้าบานกัดเจียก็มีเรียนไอ้เจียนี่ยังอยู่สานเจ๊หมออ่านสุนทรคาถาแต่มาท่าอ้าคลังอ่ะปลอกใบปลอกตึกอ่ะไอ้ไงนึกสมาธิใหญ่เป็นช้าคือข้างกระทรวงข้างกรรมกรดึงบานผูกกัดดึงบานชอบเพลตอนเต้ตมาเดินคื
đòi à sai cù bằng riêng á bên sao đó tao mà thổ cách cù riêng thang phô lốt cái tha bài bi nia cho nam nó cái ôi xâm ra sân tình nia rồi viên nhóm cái ná nâng đại bộ quân nếp ẩm pi ca co sang rụp xâm nạc ốc nhà sơn quý nâng ca đăng hê rụp xâm nạc ốc nhà sơn quý chung vinh khe ra thập béo một đòl bề ní sân là mặt tha bánh chóp hắn nâng miền kịch vì phía xa chung mới đại quân chia bần tò tiết nơi cái nông thiên là bọt nhiều việc khám một thêm cái nào chứ mình nâng mình chọc nâng cái chung cái nào xôm thay ngầm nó ở bà quân ở đây bà quân giang chơi chơi để bàn chậm lại về việc liên đam miền nằm lấy xâm rạp đòi bọt xâm phía thẹt thôn nâng bất thiên là bọt đầy dương lực lần một mình nâng xâm rạp đòi bà dì mật tầng ốc bàn thô xâm ná đừng ngầm phí ca to sang của xâm ná ốc nhà xâm quy là bọt đầy quân là xôm thay ngầm liếc quân bò chậm rạp bò bạn kịch xâm phía rồi viên khi nhóm thạch bày chia cướn này xâm lên Campuchia Chrome VOKK chứ mỗi nâng bật đầy bật quân khâm xâm rừng ẩm bì ca co sang rụp xâm nạc ốc nhà sưng quý nâng ca đằng hê rụp xâm nạc ní nơi khả nông khét ra thập bén một đoàn bên ní có xanh là mặt thạch chọc khả nông niềm vị chú xâm lên Campuchia Chrome VOKK xôm thay ngầm nọ ọ quân châm bộ bà rì mật tầng ọ để bàn tạm đàn tòa xâm nạc nợ bắt xâm phía ní tăng bị đám đoàn chọc. សូមថ្លែងអំណរគុណនឹងអរប្រគុណសូមជម្រាបលា